Trước khi dòng game The Witcher ra mắt, hầu như không một ai biết đến The Witcher là gì. Nhưng rồi các review bắt đầu được ra mắt và hầu như tất cả mọi người chơi đều bị cuốn theo một câu chuyện. Câu chuyện đó không phải là câu chuyện của The Witcher, mà thực ra đó là câu chuyện của Geralt. Và thành thực mà nói, có lẽ đây chính là nhân vật đã khiến cho series The Witcher nổi tiếng và thành công đến như vậy. Và sau đây là một chút cảm nhận của chúng mình dành cho nhân vật Geralt trong series The Witcher. Ok, game on! The Witcher đã không còn là cái tên xa lạ đối với đại đa số game thủ bây giờ. Dù ít dù nhiều thì bạn cũng đã được nghe một số người nào đó kể lại rằng đây là một series game với cốt truyện cũng như lối chơi vô cùng cuốn hút. Thậm chí, nó đã đạt được giải thưởng game danh giá là Game of the Year năm 2015 và nâng tên tuổi The Witcher lên một tầm cao mới. Từ một cuốn tiểu thuyết rất ít người biết đến của Andrzej Sapkowski và sau nhiều thăng trầm đột nhiên trở thành con gà để trứng vàng cho CD Projekt Red. Thừa thắng xông lên, The Witcher được Netflix nhắm đến để lấn sang mảng phim ảnh, mặc dù trước đó đã có một phim về đề tài này vào năm 2001. Nhưng trong thời buổi đó, bộ phim này bị đánh giá tệ hại và không một ai nhớ đến. Mọi chuyện chuyển biến tốt hơn khi bản phim mới về The Witcher được công bố gần đây. Với màn trình diễn đầy tài tình của nam tài tử Henry Cavill, bộ phim The Witcher đã gặt hái được thêm nhiều thành công cho chính cái tên của nó, được lòng giới chuyên môn, đạt được nhiều giải thưởng danh giá và được đánh giá cao về mặt nội dung. The Witcher đã tạo nên một lượng fan đông đảo dành cho chính mình. Nhưng đã nhắc đến thành công của The Witcher, chúng ta phải kể tới công sức rất lớn lao của đội ngũ phát triển game đến từ xứ sở Ba Lan. CD Projekt Red đã tạo nên một thế giới cũng như lối dẫn chuyện vô cùng tài tình. Nhưng để nhà phát triển đạt được danh vọng như bây giờ, chúng ta cần phải kể đến một nhân tố chính đã định hình lại cả một chuỗi phát triển trên con đường đưa The Witcher đến với công chúng. Một nhân vật mang nhiều sự đồng cảm cũng như sự yêu mến đến từ đông đảo bàn dân thiên hạ. Một nhân vật khi nhắc đến đã là linh hồn của một tựa game hay cả một bộ phim. Người ta tìm đến The Witcher không vì ai khác ngoài Geralt, một Witcher đáng kính và là nhân vật đem lại nhiều cảm xúc nhất đối với những game thủ đã trải nghiệm game, xem phim hoặc thậm chí là đọc tiểu thuyết về The Witcher. Vậy nên hôm nay, chủ đề mà chúng ta đưa ra sẽ là tìm hiểu sâu hơn một chút về Witcher huyền thoại Geralt of Rivia, cũng như tìm hiểu lý do vì sao mà chàng phịch thủ lừng danh này lại được lòng game thủ đại chúng đến như vậy. Đầu tiên, trước khi đi vào vấn đề chính thì chúng mình xin lê thêm một chút về những gì tạo nên thành công của tựa game này. Dù có rất nhiều người chê bai gameplay của The Witcher là nhàm chán, nhưng nó kết hợp rất tốt giữa hai trường phái là cốt truyện và lối chơi. Đã có nhiều vấn đề xoay quanh việc The Witcher 3 được đem ra mổ xẻ so sánh với Soulslike và tiêu biểu là Dark Souls phần 3. Tuy nhiên, thẳng thừng mà nói, combat không phải là điểm nhấn của The Witcher từ trước tới nay. Dù combat được trang bị không đến mức thô sơ, nhưng nó vừa đủ. Và sử dụng combat nhiều trong The Witcher sẽ đánh mất đi cái hay vốn có của game. Liệu bạn có hiểu được sở thích của game thủ chúng ta đa dạng đến mức nào không? Và không phải ai cũng có thể nuốt hết được tất cả thể loại game, kể cả The Witcher, nên tôi hoàn toàn hiểu vấn đề đó. Khi bạn đứng lên chê khía cạnh gameplay của một tác phẩm nào đó, nhưng nó lại là sản phẩm quá đỗi tuyệt vời với game thủ khác. Tôi không chơi được Dark Souls, nhưng không có nghĩa là Dark Souls tệ. Có thể là do tôi gà quá không chơi được Dark Souls, nhưng quan điểm nằm ở chỗ, bạn không chơi được The Witcher không có nghĩa là nó không xứng đáng với Game of the Year. Những khía cạnh mà The Witcher mang lại cho chúng ta trải nghiệm tất nhiên không đến từ những pha chặt chém đổ máu, mà là hệ thống nhiệm vụ cũng như lối dẫn chuyện khiến cho bạn phải nhập tâm và sát cánh cùng nhân vật chính qua nhiều biến động. Và cái hay ở The Witcher là yếu tố giữa đời thực và cuộc sống được lồng ghép vô cùng khéo léo, tạo nên một thế giới tuy là xa lạ nhưng gần gũi với từng hành động, từng mâu thuẫn rất con người. Nhân vật chính hay NPC luôn thể hiện tính cách rất riêng, cho dù bạn có đang làm nhiệm vụ phụ thì tính cách của tuyến nhân vật nhiệm vụ phụ đó cũng được trau chuốt một cách hoàn hảo. Ừ thì nhiệm vụ chính được nhà phát triển chăm chút đến từng chi tiết, nhưng nhiệm vụ phụ của game còn chi tiết đến mức bạn sẽ quên luôn cái cốt truyện chính mà đi lòng vòng, làm xong vài hợp đồng rồi mới quay lại làm nhiệm vụ chính. Nhiều khi, bạn sẽ bắt gặp một nhiệm vụ ẩn ở dọc đường, rồi bỏ luôn cái nhiệm vụ chính để chạy theo nhiệm vụ phụ, chứ không như các nhiệm vụ phụ của một số game hiện nay, điển hình là nhà game U, cứ copy rồi paste lại đến nỗi người chơi phải ngán ngẩm. Went là một thứ thử rồi sẽ nghiện. Không phải là Went trong Liên minh huyền thoại nhé, mà là minigame thẻ bài Went trong The Witcher 3. Tin mình đi, đây là game thẻ bài đầu tiên khiến cho mình phải đôn đáo thu thập tất cả những lá bài chỉ để rủ lũ NPC tiếp tục chơi Went. Nó có thể gọi là nghiện vô độ nếu bạn lỡ tay ấn vào và tìm hiểu rồi bắt đầu nắm được luật chơi của Went. Đến mức minigame này thành công ngoài mong đợi của nhà phát triển và ta có game thẻ bài Went tách riêng biệt luôn. Lối chơi của Went không khác mấy so với game thẻ bài hiện nay, nhưng vấn đề là nếu bạn đã tìm hiểu về thế giới của The Witcher thì sẽ hiểu cảm giác thèm thuồng những lá bài tên Yennefer hay Ciri. Sau cùng là cốt truyện game truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa.
rất ít game bây giờ có thể nói được câu chuyện đằng sau mà nó muốn truyền tải. Ý nghĩa về gia đình, người thân, ý nghĩa thực sự của cuộc sống nằm hết trong một tựa game như The Witcher. Mọi lựa chọn của bạn sẽ quyết định con người của bạn. Game không bắt bạn đi theo và hành động như một người tốt, nhưng game áp dụng tính năng luật nhân quả, vậy nên bạn hãy cẩn thận với từng lựa chọn. Nếu các bạn xem NPC là người sống và tôn trọng chúng, thì bạn sẽ có kết quả tốt đẹp. Nếu bạn ích kỷ, thì kết cục sẽ không hề ưng ý. Dù sao, thì bạn vẫn nên thử qua một lần để có trải nghiệm thiết thực nhất. Và các bạn hãy nên nhớ này, trải nghiệm tốt nhất của The Witcher 3 đó là chơi lại game lần thứ 2. Tuổi thơ của Geralt đã không mấy tốt đẹp, khi vốn dĩ anh muốn sống như ba đứa trẻ khác, nhưng định mệnh lại không cho phép Geralt được tận hưởng cuộc sống an nhàn như vậy. Anh là kết quả giữa một nữ phù thủy là Visenya và một người lính được đồn đại là Corrin. Sau một thời gian được sinh ra, Geralt được mẹ đưa đến học viện Witcher, pháo đài Carl Morhen. Anh được huấn luyện nghiêm khắc tại nơi đây và trải qua bao nhiêu thí nghiệm, Geralt vẫn kiên trì trải qua, và thí nghiệm lớn nhất chính là vượt qua được thử thách cà độc dược mà không phải ai cũng có thể sống sót. Điểm sơ qua thì thử thách cà độc dược tỷ lệ sống sót là 30%, đồng nghĩa nếu có 10 đứa trẻ tham gia thì con số lành lặn sống sót không quá 3 đứa. Thật may mắn là anh đã tốt nghiệp và thành công đạt được danh hiệu Witcher của trường sói. Sau này trên con đường hành đạo của mình, những người bạn đều gọi anh là Bạch Lang vì lý do anh bị đột biến nhiều đến mức tóc của anh đã biến thành màu trắng hoặc màu xám cho. Sự nghiệp Witcher của anh ban đầu khá thăng trầm, tuy nhiên những cột mốc đánh dấu tên tuổi của anh cũng từ những phi vụ bất đắc dĩ như được nữ hoàng Maeve phong tước cho một cái tên đầy tôn kính là Geralt of Rivia bởi vì anh đã dũng cảm chiến đấu tại cây cầu Yaruga, hoặc cái tên là đồ tể xứ Blaviken đeo bám anh mãi chỉ vì lựa chọn của anh là ít tàn ác hơn. Cuộc sống của Geralt thay đổi rõ rệt sau khi anh vô tình dính líu vào mối quan hệ ngớ ngẩn với Dandelion. Cũng chính từ đây, ngã rẽ cuộc đời của anh chuyển biến phức tạp hơn hẳn khi lần lượt Geralt gặp người tình trăm năm của anh là Yennefer. Mặc dù lần gặp đấy là do hoàn cảnh hết sức trớ trêu và họ dính vào nhau là vì lý do khác chứ không phải là vì chuyện tình cảm trai gái nảy sinh. Và rồi đến cô con gái bất đắc dĩ là Ciri, đứa con mà anh không hề muốn có. Nhưng chính vì cái định mệnh đã sắp đặt nên dù có trốn tránh thì anh vẫn mãi gánh trên vai một đứa bé với trọng trách hết sức lớn lao. Nếu là một người bình thường trong thế giới The Witcher này, đứng trước mặt Geralt chắc hẳn bạn không thể nào ưa nổi hắn. Liệu bạn có thể nhìn nhận một kẻ bị người đời khinh miệt vì số phận đã là The Witcher, hay là một anh hùng lừng lẫy bởi những bản nhạc ba lan đều do bạn phải tiếp xúc với cái gã mài mặt suốt ngày cao có khó ở đã? Chỉ khi bạn hiểu được con người của gã thì mới biết được việc làm của hắn là chính trực đến nhường nào. Những bạn đã trải nghiệm game sẽ hiểu được những điều mà tôi vừa nói. Tuy nhiên, để cuộc sống hoặc tính cách của Geralt được yêu mến bởi game thủ thì phải nói đến những việc mà anh đã trải qua. Thật không ngoa khi nói rằng Geralt là nhân vật thú vị nhất làng game, người ta theo chân anh bởi những cuộc hành trình thú vị hoặc những chuyến hành trình mà anh không muốn dây dưa vào. Tính cách của anh ban đầu không hề lạnh lùng như những gì chúng ta thấy sau này. Trên con đường làm The Witcher, anh gặp phải vô số biến cố từ nhỏ cho đến những chuyện có thể lấy mạng của anh. Đơn cử là một lần anh rời khỏi Carl Morhen, và đây cũng là lần đầu tiên anh thực hiện công việc giết quái vật của mình. Đột nhiên, anh đụng độ phải một nhóm người đang bắt giữ cô gái và cha của cô ấy, và bọn chúng có ý định hãm hiếp cô gái. Thấy chuyện bất bình, anh xung trận, giết chết một trong số bọn chúng. Một việc mà có thể coi là trượng nghĩa, cậu sói trắng non nớt chỉ muốn được cảm ơn từ những người mà mình đã cứu nhưng mà không. Người cha của cô gái sợ phát khiếp, gọi anh là kẻ giết người rồi bỏ chạy, còn cô gái không ngừng hét và hoảng hốt đến tột độ rồi sau đó phát ngất. Sự kiện sau đó đã thay đổi con người của Geralt. Anh tự hứa với lòng mình là không hành động bừa bãi, việc anh hùng trong thế giới này chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc. Vậy nên, anh dần dần lạnh lùng hơn và cảm xúc của anh cũng biến mất khỏi thế giới này. Mặc dù vậy, Geralt đôi khi vẫn sẵn sàng giúp đỡ những kẻ yếu hoặc những việc anh cho là không trái với lương tâm, thậm chí anh còn không đòi hỏi nhận lại được gì sau những việc mình đã làm. Câu nói trên cho thấy anh không hề muốn làm điều gì sai trái, thậm chí có những kẻ yêu cầu anh giết người và muốn trao cho anh một cái giá rất phải chăng. Mặc dù anh đã từng giết rất nhiều người, nhưng những kẻ nằm dưới lưỡi kiếm siêu phàm của anh luôn xứng đáng với kết quả đó. Dù bị mang danh là đồ tể Blaviken, nhưng mọi người không thể hiểu được đó là lựa chọn ít tàn ác nhất mà Geralt đã phải gánh chịu. Dù nói là lạnh lùng với cả thế giới, nhưng quyết định của anh luôn luôn đến từ những suy nghĩ dành cho an nguy của kẻ khác. Geralt rất ghét những thứ như là mưu mô hay những kẻ sẵn sàng bán đứng anh và cố giết anh hòng chuộc lợi. Geralt đã quá quen với những lời nói dối, thậm chí anh cũng sẽ dùng vũ lực nếu có kẻ cố tình sống trái với đạo đức. Giữ mạng trước những con quái vật thì đã đành, giờ anh còn phải giữ mạng trước đồng loại của mình. Và vì thế mà lối sống của anh cũng làm mất lòng không ít kẻ tay to. Vì bản tính chính trực khó có thể mua chuộc được, Geralt dần trở thành cái gai trong mắt của nhiều vua chúa, và một trong số đó là đức vua Radovid.
Gerald lại là một trong những kẻ sẵn sàng giở tính đàn bà của mình lên và cãi tay bo với bất cứ kẻ nào mà hành động làm chướng mắt anh. Dù người đó có là những kẻ hành quyết hay là vua chúa, anh cũng không ngại cả khịa. Tuy nhiên, trên đường đời, anh lại phải chịu thua một đối thủ. Tất nhiên là dù có đao to búa lớn đến mấy, ngoài đường có là con cá mập gì đi chăng nữa, thì về nhà với cô vợ Jennifer thì Gerald vẫn chỉ là một con cá mà thôi. Gerald nhìn Jen như là phiên bản đối lập của mình, nhưng sự xỉa sói của anh chưa bao giờ thắng được Jen. Vậy nên cặp đôi này càng về sau lại càng không thể thiếu được nhau do những cuộc cãi vã không hồi kết đã ăn vào máu của hai người. Mặc dù được nhiều người truyền miệng rằng khi biến đổi thành The Witcher thì cảm xúc của người đó cũng sẽ mất hết. Tuy nhiên điều này lại bị bác bỏ bởi tuyến nhân vật xung quanh anh, nhất là người bạn thân thiết Dandelion. Trong mọi hành trình, Dandelion không ít lần gây nên tai họa, nhưng là người bạn tốt, Geralt luôn luôn xả thân để cứu Dandelion. Trong The Witcher 3, đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp Geralt rất đau buồn. Khoảnh khắc ấy đầy lắng đọng và phân cảnh gần cuối game khi Geralt ôm xác Ciri và cứ ngỡ cô bé đã chết, cho đến khoảnh khắc Geralt vui mừng nức nở ôm chặt thấy Ciri khi thấy sự sống vẫn còn bên cô, hoặc phân cảnh đau thương nhất của The Witcher 3 khi thầy Vesemir hy sinh, đôi mắt của Geralt cũng đầy sự uẩn khúc, anh than trách tại sao mình không thể khóc, nhưng bên trong Geralt vẫn đầy sự đau thương, tiếc nuối dành cho người thầy đã nuôi nấng mình từ thuở nhỏ. Thêm một minh chứng nữa cho việc cảm xúc không thực sự biến mất ở Geralt nằm ở việc anh là một người đa cảm và có thể yêu bất cứ cô gái nào miễn cô ta cho anh phệch. Và từ đây, biệt danh phệch thủ của Geralt cũng đã được lưu truyền trong giới game thủ. Cho tới thời điểm hiện tại, gồm cả tiểu thuyết lẫn cả game thì số lần phịch của Geralt còn nhiều hơn cả số lần bạn quay tay trong một năm. Từ Yennefer cho đến Triss cho đến Shani, tất cả mọi người đều bị hắn đưa vào đường đời. Không một chỗ nào mà Geralt chịu để yên cho cậu bé của mình cả. Trước khi gặp Jen, Geralt còn táo bạo hơn ở chỗ sau khi thực hiện xong những hợp đồng quái vật và nhận được số tiền lớn. Anh sẵn sàng thuê cả một căn phòng trong cả tuần để ở cùng một kỹ nữ. Còn làm gì trong đó thì anh em có thể tự tìm hiểu. Nhưng mà chưa dừng lại ở đấy. Nếu là người bình thường thì tôi không nói làm gì. Đằng này Geralt trích luôn cả giống loài Succubus cho đến em tộc Elf và danh sách vẫn còn dài mãi. Quả không hổ danh là Bạch Lang. Như các bạn có thể thấy, Geralt xuất thân không như anh mong muốn. Cái nghiệp trở thành Witcher đã được định sẵn khi anh sinh ra. Giữa cuộc sống đầy biến động như một Witcher bị vô số người dân khinh miệt, thậm chí họ coi Witcher thua cả súc vật. Nhưng Geralt không hề lấy điều đó làm động lực để báo thù như là các Witcher khác. Anh có lối sống riêng, hành trình riêng và luôn có những người yêu mến anh. Dandelion dù có gây ra rất nhiều mối họa, nhưng có lẽ trong thâm tâm anh hiểu rằng mình đặc biệt nên mình phải có những người bạn như thế này. Yennefer mạnh mẽ không hề nhượng bộ anh, nhưng sâu bên trong cô vẫn yêu anh một cách rất phụ nữ. Bản thân anh biết được điều đó, nên thay vì chạy theo sự đam mê êm đềm lãng mạn từ Triss, thì anh chọn Yennefer bởi anh biết cuộc sống của anh vốn dĩ đã quen nhịp náo động và người tình Yennefer dù có cứng cỏi đến mấy thì vẫn cần một bờ vai để có thể dựa vào. Việc The Witcher 3 đưa ra hai lựa chọn giữa mỹ nữ ngọt ngào là Triss hay là Yennefer nhằm giúp người chơi nhận ra giá trị của sự ích kỷ khi chạy trốn và chọn Triss để thỏa mãn những gì mà mình mộng tưởng, hay chọn lẽ phải khi nhận khuyết điểm của bản thân và chọn Yennefer để cải thiện cuộc sống của mình. Trong hành trình của mình, Geralt đã từng chạy trốn khỏi định mệnh, nhưng có lẽ anh không thể nào chạy trốn mãi được. Ciri là định mệnh mà Geralt sẽ phải gánh vác, và về sau, anh không còn coi cô là gánh nặng nữa, mà thay vào đó là trách nhiệm của mình và yêu thương cô bé hơn bao giờ hết. Cũng từ đây mà Geralt sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình vì đứa con bất đắc dĩ này. Anh không chạy trốn và đối đầu với Wild Hunt để con gái của anh có cuộc sống mà nó mong muốn. Một kẻ đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống chỉ để cuộc sống có thêm nhiều biến cố hơn nữa. Geralt không hề chùn bước bởi những lời nói tai tiếng thị phi. Anh không hề coi cuộc sống từ Witcher của mình là tệ hại. Thậm chí, anh trân trọng nó vì anh biết quái vật không hề đáng sợ. Chỉ có lòng người sẵn sàng cắn xé nhau mới thực sự là nỗi sợ nguyên thủy. Cũng giống với ý nghĩa của cuộc sống, con người không ngừng học tập ở thế giới bên ngoài, đôi khi phải vùi mình vào những chốn thị phi để tồn tại. Nếu để những lời nói xung quanh mình dập tắt ý chí, thì bạn sẽ bị cái nỗi sợ nguyên thủy nuốt chửng. Những kẻ yếu đuối sẽ bị đào thải và thay thế. Vậy nên, hãy đạp lên những lời nói không đúng về bạn và sống tiếp. Giá trị cuộc sống là những sự thích nghi đối với thế giới đầy biến động kia. Mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp ở phía trước, như Geralt đã từng cố gắng trải qua cuộc sống đầy khắc nghiệt của mình để rồi cuối cùng nhận được trái ngọt. Vừa rồi chỉ là cảm nhận của cá nhân mình dành riêng cho Geralt, và đó mới chỉ là phần nổi của một tảng băng khổng lồ có tên là The Witcher. Và theo mình, tất cả mọi người đều cần phải trải nghiệm tựa game này để có một cái nhìn riêng, trải nghiệm riêng dành cho The Witcher, cho dù có là game, phim hay tiểu thuyết. Và vừa rồi là một phần cảm nhận của chúng mình dành cho nhân vật Geralt trong series The Witcher. Và dù đã nói rất nhiều, nhưng đây chỉ là một mẩu vô cùng nhỏ trong tất cả những trải nghiệm mà series The Witcher đã dành cho các bạn trong các năm qua.
Vậy còn các game thủ The Witcher thì thế nào? Các bạn thấy sao về nhân vật Geralt và các bạn đã chọn Triss hay Yennefer? Hãy chia sẻ với chúng mình trong phần bình luận bên dưới. Và trong khi các bạn ở đó, hãy bấm subscribe và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!